Crawfish, crawfish noodle, noodle. Vua cua đòn thì anh Thư mời nha. Rồi mời bà Phi Phụng bước vô. Được trước đi. Tên gì? Thư, Thư. Yes, ok. Nó hỏi mình chi mà rồi bây giờ nó chưa tới nè. Phải nói không? Không biết nữa. À, Về em đã chọn rồi đó. Thôi tôi gọi nó kêu cắt ăn nha. Đi ăn mặc bị hụt nữa là sao mà không hụt chỗ là sao đó, lộn chỗ đó. Thì ta chỉ cái đó thì mình ngồi cho tôi nói thư rõ ràng đây có lẩu dê. Ừ, mà không may là tôi nói lẩu dê đó, không thôi là hớ hàng nữa rồi. Ê, đạp xích lô bà cụ. Ăn gì? Thấy là tối nay tụi chị phải về rồi. Ủa vậy hả? Dạ, tối nay đi bữa giờ rồi, đi chơi bữa giờ rồi. Dạ. Ăn gì không? Mai tây chiên phải không? Mai tây chiên đâu lỡ lợn vậy bà? Gia đình là số 1. Gia đình là nhiều khi tôi bỏ là chuyện có duyên. Bỏ gì? Bỏ gì? Đây khoai lang. Ở khoai lang chiên, mọi người vô cái tiệm tiệm Mỹ là. Bà nói khoai tây chiên, khoai tây chiên bỏ màu. Không, khoai lang nó đỏ. Ngon à? Rồi. Không, hồi đó chị mập thì cũng dễ thương á. Không phải là cái này là con ghẹ sống của Houston luôn nha má. Ghẹ hả? Ghẹ sống của Houston. Ghẹ xanh của Houston. Mà con ghẹ đây nó rất là bự. Cái con ghẹ không má? Ơi, hồi đó đi đi đâu đâu tối nay má ra bay sân bay rồi con mới ra sân bay rồi. Má ở đây mấy ngày là có người dẫn đi chơi. Má bỏ tay màu đen thế ghê vậy. Ở đây người ta cho ăn ghẹ nè, ghẹ tươi của đây cửa Houston nha, là phải bỏ trong cái bao này mà đúng rồi. Sợ chưa? Sợ mà gớm quá, mà hù tôi hứa bụng. Chẳng lẽ giờ tôi xỉu á? Nghe đây là ghẹ tươi của Houston. Không mình đợi. Má nghe biết cái tiệm, chỉ cái tiệm này là có loại ghẹ này. Tiệm crawfish noodle. Chủ nhà nó là chỉ có ở tiệm này mới có cái ghẹ tươi này thôi. Loại như là loại đặc biệt, nó pick ra cho mình không. Nhưng mà ăn con ghẹ đặc quyền, đó là đặc quyền. Ôi giời, chứ ăn con ghẹ ở chỗ của chị Nga cũng có mà ghẹ hấp. Ghẹ luộc. Mà có tươi không ạ? Đây cũng sợ sao. Nhưng mà ghẹ của bên anh tại vì ảnh biết cái cách để làm sao cho con ghẹ nó ngon giống như con nấu cua ở Việt Nam á. Hấp dẫn nha. Tao nói rồi nha, Facebook đứa nào đứa đó đẹp á. Hình đứa nào đấy chỉnh á. Rồi. Lát nữa sao chị không lấy hình của máy của chị Nga rồi nè. Thấy trên Facebook thì chị chân lúc nào cũng xinh tươi. Thì đương nhiên rồi, Facebook đứa nào nó đẹp mà. Cái phần mềm á, cái phần mình áp á. Đây nè, đây nè. Đây là chuyên gia nè. Chuyên gia mini á. Đi chơi nè, ngắm cảnh nè, trồng cây. Đây gặp gái tôi nè. Cái vị ngon đúng không má? Ngon. Này nó qua mình để đẹp gái hẳn nè. Cánh gà chiên nước mắm. Đây là cánh gà chiên nước mắm. Cái này là mì xào. Mì xào quan trọng là ngon lắm. Mì này là mới, mì này là loại mì của Nhật á. Ừ, mì xào quan trọng. Anh đổi sang mì rồi đúng không? Anh đổi, bắt đầu anh đổi từ từ lại. Mì của Nhật. Mì xào của Nhật. Sao ta? Cái này chị. Chị định ăn mắng hết mình hay sao vậy? Chị mừng cái đó đó chị lấy đi. Món mới là ghẹ nè. Chị ăn chị cảm thấy sao chị Phi Phụng? Ngon, không nói nên lời nữa giờ tao có ai cứ nói cái nào đó lo. Ăn nghe đậm đậm mùi Việt Nam không? Ngon. Là ha, ngon ha. Là bây giờ là tính là ăn hết rồi cái dĩa gì đó. Mà có ba cua bảy ăn để người ăn cho người coi nhân vật cờ đàng hoàng mới ăn vậy. Hết chứ. Ê, Dung có gì không được Dung? Không phải, ăn cái gì gì mà hết rồi lên sao? Anh qua em có ý kiến nè. Cái món này á, là có ba con cua mà bảy tám người ăn hết. Ê, rồi. Ê, xin ra mình xin nói lại. Qua Mỹ mới nói chứ đúng, cái này là ba con ghẹ chứ không phải là cua. Rồi bây giờ cái
và phải nói cái món này hỏi thì không biết thì phải hỏi nhà người ta ông chủ. Tự nhiên cái món ba con ghẹ, bây giờ phải tôi nói không? Không được, phải nói cho rõ ràng người ta gì khi tới muốn tới nhà ta ăn cái món này rồi là ba con ghẹ. Rồi bây giờ bọn kia nói người ta hiểu lầm á, thì cũng ơi. Nếu hết rồi cái đầu cái chủ nhà hàng đưa tôi nồi cơm trắng ăn làm gì cơm trắng? Cơm trắng này ở Việt Nam má có. Nhưng mà ông nói là bây giờ má nghe lời con, má lấy miếng cơm trắng, má chan lại cái cà ri nị. Sốt Việt Cajun. Cái hộp cơm nó rất ngon nha. Hộp cơm nó giống như là dạng hộp nếp á. Ăn nó dẻo dẻo. Mà cái mùi này đúng là gì? Nó sốt Cajun giống như cái mùi cà ri nị vậy. Nó chanh có mùi chua chua chanh chanh á. Bước này là gì vậy? Anh trọng cái gì? Ngon. Cái gì anh trọng? Từ hôm bữa mà má. Vậy gì rồi? Nè má review hai này. Tự nhiên tôm nó có hai cục ngày mất cười không chết luôn. Để tao có chua. Chưa thấy ai đi bà này. Anh ơi, làm ơn chuyển ở đây cho con cùng chuyện. Đây là con tôm. Mà này nó đưa nó hai cục, em biết hai cục này là hai cục gì. Thịt cua chẻ ra thì nó vậy thôi. À, tôm này gọi là tôm gì vậy con? Cái này là tôm sốt tiêu đen. Tôm sốt tiêu đen. Ê, biết tại sao có hai cục này không? Có đe phôn. Ngon quá, ăn với cơm là ngon ha. Ngon lắm. Cái bạn với cơm thì no. Hôm bữa giờ qua bên Mỹ là không ăn cơm nha. Bữa nay ăn cơm rất là ngon nha. Vui chết luôn. Chợ hai người này chắc đi bạn vui ha. Đi vui đúng coi bao vui. Con coi cái kênh Ngũ Lâm Du Ký á. Bà hai má gây lộn với sân bay vui lắm. Ngon quá. Ăn thử Điệp. Cơm lấy sốt ăn rất là ngon Điệp. Nó lạ lắm Điệp. Không ăn cái này với cơm ngon hơn à. Mà cái gạo nó dẻo kỳ lắm mày. Gạo ngon lắm. Hôm nay là anh chủ seafood noodle. Profit noodle. Ok, tới ủng hộ. Number one in Houston. Uống tôi mà xô nhiều lắm con. Má qua đây má xô ăn uống tôi chưa rất là nhiều. Thành ra là không có thời giờ mà cũng hơn là giờ chót. Nó tấm thịnh tình của nó cứ gọi điện réo hoài. Chứ nếu bạn Thư nó gọi điện réo chắc không ấy đâu. Cứ gọi trả lời má ơi má cảm ơn con nha. Rồi má hẹn rồi con lần sau. Giống như là rất nhiều người khác rồi đó. Nhưng mà cũng hơi mắc giật lại ăn ngon. Thôi nói nghe nè. Ở bên cái người Việt Nam mình nó ăn ưa mời còn cái mưa dừa tao thấy ghét quá để mình ăn luôn. À bọn mình nãy giờ bán rẻ rất nhiều. Còn thì mình thích cái món mình thích. Má nữa không má? Cái miêu hả? Hồi nãy bà ăn cái miêu rồi. Hồi nãy bà ăn cái miêu luôn rồi đó. Bà ăn rất là nhiều ngày hôm nay. Cái gì mình thích con mình biết ăn. Trời ơi chủ tiệm tao rất là vui đúng không? Má nói Thư nó dẫn mình đi ăn seafood. Thôi, tao không thích ăn cua ghẻ ba. Tao không dám ăn mà nãy giờ ăn nhiệt tình. Ăn rất nhiệt tình. Ê, tôi không nói tôi thầy. Bây giờ chỉ nói là con tôm mà sốt tiêu xanh thì giờ nó còn như đây. Ăn cho em ba con ghẻ nắp. Ê, không, ăn nữa ha, no rồi con. Không, không. Nói chung là rất là ngon nha. Đủ rồi, đủ rồi con. Thư ha. Đủ rồi, Thư. Cho tụi má tới đây để thưởng thức cái ngày. Mày nghe tao nói lại Thư. Cái ngày cuối ở bên Mỹ. Mà ta được ăn ngon như vậy. Dạ. Tại vì thật sự là nếu mà muốn ăn ngon như Việt Nam thì rất là hiếm. Dạ đúng rồi. Mà ngày cuối mà tôi được ăn ngon như vậy, tôi rất là vui. Nha, lần dạ. Sau ăn nữa, ghé quán của chủ nhà hàng. Profit Noodle, Profit Noodle. Đi thi ở bên quốc tế Mỹ luôn á. Profit Noodle. Địa chỉ số mấy anh, địa chỉ số mấy? 11360 Bel Air. 11360 Bel Air. Crawfish Noodle. Thư mời hai nghệ sĩ từ Việt Nam qua để đại sinh nhật cảm nha. Quê Thùng và chị Phương Dung. Con này mặt hơi đỏ mới làm 1-2 ly. Uống anh trọng cho anh chơi nha. Mà rút một kịp mà bữa nay thì không biết không có. Tại vì mùa này hết đâu biết rồi. Chủ quán nghe nhiệt tình vui vẻ mà rất là đẹp trai nha. Chủ quán 54 tuổi rồi kêu tôi là má con rồi đó. Mà thằng tượng chị Phi Phụng với chị lắm. Phương Dung thì nhanh tới số mấy em quên rồi. 11360 Bel Air để xin chữ ký nha. Còn không thì để em xin giùm cho. Xin chữ ký là chụp hình miễn phí. Phải nói đầy đủ con xin chữ ký chụp hình miễn phí chị Phi Phụng ngừng ăn giùm được không? 5 đồng tấm. Đang lên hình chị Phi Phụng ngừng ăn được không? Dạ được. 5 phút. Dạ được. Cái gạo này ăn với lại cái này ngon quá. Dạ. Má ơi bây giờ con thèm ăn ghẹ nữa quá hay mình ăn thêm ghẹ hấp. Không mẹ, má không ăn nữa, con ăn thì con kêu thôi chứ má ngon rồi đó. Má chắc chưa? Má chắc. Chắc rồi, chắc rồi. Má tấm bóng là mực chiên giòn. Ủa? Ờ. Cái này con nghi chứ má không có âm thanh được chứ.
nó bự quá. Alo. Ba thử ra. Thử cái này cũng mực. Alo. Gì đây? Đó, con chấm gì giòn á, thử đi. Ăn miếng nhỏ thôi kìa. Giá gì em? Tám gì em? Nóng không? Em độn ra những độn trước chị đâu có mô tả đâu. Thì bà tắm kìa. Ê, cái gì? Ê, gì? Người ta hâm, người ta cứ là người ta trộn vào cái sốt gì nó ngon ngon. Ngon ngon. Lạ không? Ngon. Trời ơi, ai sẽ gọi chị? Ngày mai nữa, ngày mai nữa. Nữa hả? Ngày mai là nhậu, hôm nay là... Chung là hôm nay, ngày cuối ở Texas, mình đi về Việt Nam. Và gặp bé Thư Vô Cua. Bé Thư Vô Cua. Giờ Thư nó bé thiệt. Đó. Rồi dắt tới nhà hàng của bạn Trọng Nguyễn, rất là dễ thương, rất là tiếp đón nhiệt tình và vui vẻ. 42, 52 tuổi mà má con ngọt sớm. Ê, tao còn nói là em chưa 18 mà. Rồi gặp chị Liên nữa, rồi gặp mấy bạn này nữa, Nga nè. Rồi bên kia là gì? Chinh. Diễm Chinh, tôi nhớ rồi. Giờ rót bắt người Huế. Đúng rồi, đó, ở bây giờ tôi hiểu rồi. Rồi bây giờ cho tôi nói không? Nói đi. Đó, bây giờ rất cảm ơn cả nhà đã tiếp đón về Phi Phụng với Phương Dung. Và cái bạn này nè, ngày mai là sinh nhật, bạn thỉnh hai bạn này từ Việt Nam qua và rốt cuộc mình đi về rồi. Tôi quá rồi. Tôi hẹn như vậy là bữa nay là sinh nhật trước. À, có duyên sẽ gặp lại. Có rồi, giờ thấy lịch. Em về Sài Gòn. Lịch rồi, mình lên lịch rồi. Em về Việt Nam thì em gặp được chị. Bây giờ ở nhà tôi ở Việt Nam thì tôi có gì ngoài là tình giao ô truyền thống. Con ra. Giao ô truyền thống và giao hữu. Nghĩa là chị sẽ mời thôi. Đó, nghĩa là đặc sản của chúng tôi khi về Việt Nam là sẽ coi sân khấu kịch Thiên Đan và mời cho ua nhà làm đó vậy thôi. Đây là mẹ của Trọng nghe. Đó, trời ơi. Rồi chặt đứa cho Trọng đi rồi chung không? Không có kêu nào chụp á. Chị đang quay. À đang quay hả? À, kêu Diễm Chinh, chụp Diễm Chinh. Cái tên đâu à? Hai ba. Dễ thương quá. Hôm nào con mới đẹp quá. Chưa mầm non. Ở Việt Nam cũng thấy rồi, quay thấy. Vậy hả? Hay quá, Việt Nam thấy rồi, quay thấy ha. Đúng là trái đất tròn đúng không? Dạ. Đúng. Thôi xin phép đi nha. Dạ. 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 Chào nghe, chào. Rất cảm ơn cả nhà. Cảm ơn những người bạn mới quen mà rất là dễ thương. Sau 18 ngày cùng Phi Phụ phiêu lưu ở đất Mỹ thì bây giờ là dạ. Giờ thì Phương Dung và Phi Phụng về Việt Nam. Phương Dung. Dạ Phương Dung. Phương Dung. Dạ. Dạ nó. Dạ. Dạ. Anh chị đi qua đây về về hả? Dạ dạ. Dạ. Đi chơi về. Em cũng thấy trên YouTube chị đi. Dạ. Dạ. Nãy giờ mấy người cười hoài Phi Phụng. Cười là gì vui. Ừ bà ngộ lắm, cái tâm lý của bà yếu lắm. Thì đó thì mình cứ sợ mình vô ký lô thì sẽ bị gửi về. Em nói chị dư ký lô điện đẹp đưa về mà bà cứ sợ mà mặt bà thất thần thấy rõ luôn á. Nhưng mà vui biết sao không? Sao nữa? Nhưng mà gặp toàn người Việt, không biết mình cho nên qua lẽ hết cái gì cũng mà okay. Đặc biệt là tiếp dư cái cô của cô xét vé ngày hôm nay người Việt. Ừ, hồi nãy là em cũng gái cho mình là lại quầy check in Việt Nam đó. Ai nghe 3-4 cái quầy toàn là Việt Nam. Ai nghe ê vào toàn Việt Nam không? Ừ, ai cũng biết mình từ từ thử nghe nàng dễ dàng. Mà ưu tiên cho hàng ghế ba hàng nó nằm nữa chứ. Rồi, dạ, tối rồi những ngày chịu tâm linh không? Ê, bà tin không? Dạ. Bà tin tôi thấy bà ra lại chỗ check in lại không? Dạ, dạ. Cả thế giới đều lờ mấy chuyện ma chở của bà rồi, nghe. Nhưng mà cái chuyện này có thể, cái chuyện này còn rụng rợn với những cái... Mà không phải tâm linh phải không? Cái chuyện này hả? Xảy ra vào bận đêm không? Mà tao là người bị. Thôi nghe. Chị là người bị. Bị gì? Dung đi qua Nguyễn Dung có bị cái gì không? Có suy nghĩ cái gì không? Không, em bình thường. Có bị gì không? Không. Sao? Kỹ sao? Kỹ sao? Ban đêm nó bị nghe ban ngày nó bị. Thiệt không? Bây giờ mà kỳ này thiệt không? Thiệt mà bây giờ mình làm 1 giờ khuya mình mới lên mới lên máy bay không? Ừ. Bây giờ đây mình mới vô sớm giờ này cũng cỡ 10 giờ mấy rồi 11 giờ. 11 12 giờ. Tới chưa? Sợ. Sợ gì? 12 giờ đi. Mà cái gì? Không biết có ai bị giống tôi không trời ơi sao mà ban ngày không có bị gì hết mà ban đêm mới bị ban ngày bạn bị gì hết ừ, ban ngày bên thường mà bị gì bị ma ám mà hả không biết phải mà tôi nghi quá mà cái gì ngứa
Không biết có ai ngứa. Để tôi ban ngày hôm sao mà tới đúng 12 giờ kia là ngứa gãi. Đêm gãi không ngừng, mà nghe cái chữ đêm gãi không. Người tôi nói với bạn gãi đó. Thì bây giờ chưa tới 12 giờ. Tới đúng 12 giờ mà ngứa à? Ok. Không phải đâu. Vì nè, tại vì thay đổi thời tiết đó. Của da bà bị khô, là bị ngứa chứ tôi đã bị ngứa đâu, nhưng mà tôi bị nóng nhiệt. Tôi nói bà nghe, bà nhớ không? Dạ. Hôm đầu tiên tới đúng, mấy ngày nay cái lỗ mũi tôi nó bị nổi hạch trong này. Tôi nói chắc phải uống thuốc thì nóng. Mà tôi sờ hoài, bà nói mày đừng sờ hoài dung, mày sờ hoài bị áp chai, xe. Bị chai. Em cũng sợ kỳ tại Minh Nhí bị áp xe đó, em không dám sờ mà nó sưng bự lên nè. 4-5 ngày liền giống như sữa mũi vậy, nhờ uống khổ qua. Nha, khổ qua, trái khổ qua sắc sắc sắc, tấu nước uống. Đắng nhưng mà hay hiệu quả. Chị Lệ bên của anh Dũng á, sắc uống ha. Xong vừa hết rồi thì nó mụn, vừa hết ấy chị thấy mụn không? Bây giờ thành thẹo nè đó, nó mụn rồi. Bây giờ chị biết lại gì không? Nguyên cái họng của em nó lỡ hết á, người ta gọi là lỡ mồm lông móng, lỡ mồm lông móng á, ăn uống gì cũng không được luôn. Kỳ này đi có hai đứa còn chị bị ngứa cái họng ban đêm thì ban ngày bà đi chơi bà đi chơi quên. Bà quên thì ban đêm mà ngứa là phải rồi nghe. Chứ không phải chuyện tâm linh hả? Linh, bà nội tôi chứ Linh. Bà nói chuyện giống như bà là ma ngứa vậy luôn. Bây giờ mình vui lắm rồi. Nghĩa là mình cứ hồi hộp lần nào đi về Việt Nam cũng vậy. Cứ sợ dư cái lô rồi bị phạt này kia là về vui lắm. Không, hồi nãy mình cũng dư hơi dư cái hành lý sách tay của mình kín ký á. Kệ, nhưng mà có người mà tại vì cái Việt người xếp vé là Việt Nam mà biết mình nữa. Thành ok, theo. Trời vui quá. Rồi bây giờ còn đợi tới 2-3 tiếng thôi nha. Mà giờ vấn đề nè, tôi đi mua nước chứ mình đợi 3 tiếng này hơi lâu. Bà ở đây nha. Rồi. Ở đây không đi đâu hết nha. Ở đây chứ đi đâu. Trời ơi, ra giữ đồ. Ừ, tôi đi đây. Nè, kiểm tra một chút. Sao mua bự vậy? Đúng trai. Sao mua bự vậy? Chị uống gấp một chút, em không thích. Em thích cái nước này thì em mua thôi. Đây là cái gì? Berliner Do Suga. Trà xanh gì đó. Cái trà xanh mà sao nó không màu xanh. Tôi nói nghe nè, nước ba cái này nó ở sân bay mắc lắm, nhớ không? Bữa mình đi Việt Nam qua đó, một ly nước cam 200 ngàn. À, một ly nước cam 200 ngàn. Trời ơi, mua mà xót cuộc. Bây giờ mua chi nhỏ nhỏ, tôi mua chi bự gì trời. Vậy tôi đố bà hai cây này bao nhiêu tiền? Thì chắc cũng vậy đó. Chắc không phải là 20-30 đô phải không? 20-30 đô là 600-700 ngàn hả? Ừ. Ở đâu ra má? Chứ có nhiêu? Hai chai có 160 ngàn à. 160 ngàn 7 đô mấy à. Ủa rẻ vậy? Ừ, đó, rẻ chưa? Ok. Rồi vậy thì tao uống tao còn... Ê, 7 đô mấy là nhiêu trăm mấy? Thì có 160-170 Trời ơi, sao bên đây nó rẻ vậy ta? Còn bữa cái nước cam của mình mắc chứ 200 ngàn. Tớ, uống mà xót. Bởi vậy đâu phải sân bay nào cũng vậy đâu, đúng không? Đúng. Ok, tôi cảm ơn, tôi lấy xô ra ăn đi. Đó, buôn điện tao nấu á. Tội nghiệp. Tao nói chứ cảm ơn em đã làm được tiếp đãi chị. Cái nói chuyện đó là bổn phận của tụi em, thấy thương quá. Thấy thương quá. Trời. Tôi nói lần này bài của tôi là đại thánh mùa xuân mà. Ừ. Đi về có quà nhóc. Có quà nữa, tính mà mua. Nhóm cũng có quà nữa nghe. Ừ. Rồi mình sẽ lên clip address, mình báo nhóm lên để mình đi một lần một xé bà cho rồi với bà nội ơi. Ngon. Ừ. Đứa nào mới ăn? Ừ, ăn này ngon thôi. Nói nghe nè, sao? Đi lên ơi bà, người ta cũng có ăn vậy bà. Ôi, không thích ăn đồ ăn trên máy bay không ngon. Trời đất ơi, rồi mở nắp ra đi. Muốn có không? Nè. Đó. Thì có quýt trái cây nữa nè, trời ơi, đủ thứ món hết trơn. Nói nghe nè. Ừ. Đi ngồi máy bay mình ăn uống thấy hoành tráng quá. Nhìn thấy người ta cũng ngồi ta ăn kìa, có sao đâu. Rồi. Xôi ngon quá ha, mở ra một coi, xôi coi. Hai đứa ăn hộp đi. Chứ mà mỗi đứa hộp nó nhiều đó. Ngon ha. Hai đứa cắt ăn ra, hộp. Cắt ra. Bỏ này nè, lấy này nửa này nè, cái này nè. Nhắc được không? Okay. Ăn hết không? Hả? Ăn hết không? Múc đại ăn đi. Chứ ăn hết không hết rồi. Rồi thôi ăn thôi. Nắp đầu đổ. Có người đi picnic vậy ha. Ra sân bay ngồi giống như là ăn uống có đầy đủ hết ha. Ừ. Rồi. Ăn để cầm cự về Việt Nam nha. Bye bye. Chuyến về, máy bay về từ Mỹ, từ Phương Dung ngồi được một băng nè. Đó. Phi Phụng ngồi được một băng luôn nè. Ha, ngồi nha.